Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga liên tục tập kích Kiev, nổ tung nguồn sống của F-16, Ukraine đụng đội chiến trường gai xương. Quả về làn xét Nga phá hủy trạm radar Ukraine ở vùng Sumy. Hãy lộ lý do Hekbola công khai video về đường hầm chứa vũ khí bí mật. Mỹ tần trang các hầm chứa tên lửa đã tồn tại hàng thập kỷ. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng vũ trang nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và máy bay không người lái tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực công nghiệp quân sự ukraine. Bộ quốc phòng nga còn tuyên bố đã tấn công các cơ sở chứa đạn dược máy bay được các nước phương tây chuyển đến kiev tại hai sân bay. Dường như nga cũng đang ám chỉ về chiến đấu cơ f-16 do phương tây cung cấp cho ukraine và nhấn mạnh đã phá hủy kho chứa đạn dược của chiến đấu cơ này. Trong khi đó, Ukraine đã cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV trong đêm nhắm vào thủ đô Kiev và các khu vực khác. Theo giới chức khu vực, ít nhất một người đã thiệt mạng khi một vật thể dân sự bị hủy diệt tại thành phố Kryvyi Rih thuộc miền Trung Ukraine. Các hệ thống phòng không của tỉnh Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để đẩy lùi tên lửa và UAV nhắm vào thủ đô Kiev. Liên quan đến tình hình tiền tuyến. Trong một tin nhắn đăng trên kênh Telegram mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận hiện tại hướng Pokrovsk là khó khăn nhất trong số các cuộc tấn công của Nga. Giữa những thành công của quân đội Nga tại DPR, chính quyền do Ukraine chỉ định vào tuần trước đã bắt đầu sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi 14 khu định cư nằm ở quận Krasnoyarsk thuộc khu vực do Kiev kiểm soát của DPR đặc biệt đây là các thành phố Krasnoyarsk và Rodinskoy, các làng Ignatovka, Dachanskoy, Gentoy, Zelenoye, Lysovka, Novopavlovka, Novokrainka, Pushkino, Rok, Sukhoja, Rosa, Chunisino. Trước đó, chính quyền Ukraine đã mở rộng vùng sơ tán khỏi khu vực của DPR dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm gần 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Konstantinovskaya và Selidovskaya. Deep State cho biết rằng Nga đang tiếp tục đạt được thành công chiến thuật theo hướng thành phố Pokrovsk. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng và sẽ là bước tiến đáng kể nếu Nga giành được. Trong thời gian qua, để ưu tiên cho mặt trận Kursk, Ukraine đã điều bớt quân từ Donetsk tới lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình hình lúc này ở Pokrovsk được đánh giá là rất bất lợi cho Kiev. Tình thế tồi tệ nhất đối với lực lượng Kiev không chỉ hiện hữu ở hướng Pokrovsk, Adipka mà còn bao trùm ở trục krodoka Novogrodovka, Selidovo và Mienograd. Việc phòng thủ của AFU ở đây ngày càng khó khăn khi nhiều cứ điểm đồng loạt sụp đổ trước những đòn tấn công chính xác và không ngừng nghỉ của lực lượng Moscow. Các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm của Nga đã liên tục đột phá mạnh mẽ về hướng Pokrovsk, adipka khi mà cuộc tấn công Novogrodovka đang đến đỉnh điểm. Ukraine đã để mất phần lớn thành phố và đang buộc phải rút lui. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 5 cho biết, quân đội nước này tiếp tục giành được nhiều thắng lợi ở Donbass, trong đó giành quyền kiểm soát ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược Ocheritino. Theo kênh Realdoka, vùng đất Donbass ngày càng trở nên lỏng lẻo và dễ vỡ đối với một trong các bên tham chiến. Theo đúng nghĩa đen là biến mất dưới chân quân đội Ukraine, AFU. Vừa qua là ngày đen tối, tình thế tồi tệ nhất đối với lực lượng Kiev là trục Grodoka, Novogrodoka, Selidovo, bao trùm hướng Pokrovsk, Adipka và Minograd. Việc phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở đây ngày càng khó khăn khi nhiều cứ điểm đồng loạt sụp đổ trước những đòn tấn công chính xác và không ngừng nghỉ của lực lượng Moscow. Quân đội Nga đã kiểm soát phần phía nam và trung tâm của thành phố Novogorodoka, một khu vực hẹp trải dài từ đông nam đến tây bắc. Và theo dữ liệu từ phía Ukraine, họ ngày càng bị kéo về phía bắc, chuẩn bị rút lui vào những trận đánh mở đường máu để tháo chạy. Không có gì lạ, giữa Novogorodoka và Grodokka, Nơi cũng diễn ra những trận chiến thành công, một vạc dầu thực sự được tạo ra khi Krutoya, Krasnaya được kiểm soát và các đơn vị tiên phong của Nga đã đột nhập vào Nikolaevka. Từ đó có đường đi thẳng chưa đầy 2km là tới Minograd. Để ngăn chặn các trận đánh phá vây, quân đội Nga đã chủ động tiến đến bãi thải của mỏ Novogrodovskaya-3. Việc kiểm soát nơi này sẽ không cho phép lực lượng Kiev rút lui đàng hoàng và có tổ chức. Trong diễn biến có liên quan, tờ Guardian của Anh dẫn lời các quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Kiev đang nỗ lực đạt được sự cho phép của London về sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, một chiến lược mà họ hy vọng có thể buộc Moscow phải bắt đầu đàm phán để chấm dứt xung đột. Theo các nguồn tin khác, được Guardian trích dẫn, việc sử dụng Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ chứng minh với Điện Kremlin rằng các cơ sở quân sự gần thủ đô Nga cũng đang bị đe dọa tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, chiến lược này có rủi ro và vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Mặc dù tên lửa Storm Shadow được phát triển trong dự án hợp tác giữa Anh và Pháp, một số thành phần trong tên lửa lại được cung cấp bởi Mỹ, nghĩa là ý định của Kiev phải được sự cho phép của Nhà Trắng. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn từ chối vì lo ngại xung đột sẽ gia tăng giữa phương Tây và Nga. Theo tờ báo, trong nhiều tháng qua, Kiev đã vận động hành lang để được chấp thuận sử dụng Storm Shadow chống lại các mục tiêu ở Nga nhưng không thành công. Tuy nhiên, với những thách thức ngày càng tăng ở mặt trận phía Đông, niềm tin rằng phản công vào sâu lãnh thổ Nga là lựa chọn tốt nhất đang ngày càng gia tăng. Nga đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng không tối tân 2S38 Derivatsiya PVO tại Ukraina. Theo Army Recognition, việc triển khai hệ thống này sẽ tăng cường năng lực quân sự của Nga nơi mà những mối đe dọa từ drone ngày càng gia tăng. Hệ thống phòng không 2S38 được đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP3 cải tiến. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của 2S38 là hiệu quả chống phương tiện bay không người lái UAV, một loại vũ khí quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Pháo tự động 57mm của 2S38 có thể bắn với tốc độ cao, được hỗ trợ bởi hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, gồm radar theo dõi mục tiêu, cảm biến quang điện tử để theo dõi và tiêu diệt UAV ở các độ cao khác nhau. Thậm chí cả máy bay bay tầm thấp vốn khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không thông thường. Ngoài UAV, 2S38 còn có khả năng đánh chặn và phá hủy các loại vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa hành trình, máy bay không người lái đã trở thành một thành phần quan trọng của chiến tranh hiện đại, đặc biệt là ở các khu vực xung đột của Ukraine, nơi cả hai bên đều dựa rất nhiều vào các hệ thống này để trinh sát và tấn công mục tiêu. Pháo 57 mm của HS-38 có thể bắn với tốc độ cao và hệ thống ngắm mục tiêu tinh vi cho phép nó theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái ở nhiều độ cao khác nhau. Nó cũng có thể tiêu diệt mục tiêu là những máy bay bay thấp thường khó đánh chặn bằng các hệ thống phòng không thông thường tổ hợp 2S38 derivacia PVO sử dụng pháo AZP-57 được phát triển từ những năm 1940 nhưng nhờ loại đạn thông minh mới được phát triển chúng sẽ khiến hệ thống phòng không này nguy hiểm hơn nữa Pháo 57mm có tốc độ bắn 120 viên một phút tầm xa 6km và trần bay 4,5km Hệ thống điều khiển của Derivatia PVO cũng sẽ tính toán hướng bay của quả đạn này cũng như xác định nơi phát nổ của nó nhờ vào một bộ đếm thời gian dạng ngòi điện tử sẽ được lắp đặt cho mỗi quả đạn. Ngoài ra, một loại đạn thông minh sắp ra đời có thể cơ động với sự trợ giúp của cánh gấp giống như tên lửa, được hỗ trợ bằng hệ thống chỉ định mục tiêu thông qua tia laser tích hợp trên tháp pháo của pháo tự hành. Ngoài chức năng phòng không, tổ hợp 2S38 Derivacia PVO còn có thể chống lại xe thiết giáp hạng nhẹ và mục tiêu mặt đất như tốt bộ binh đối phương thông qua đạn pháo được cài đặt ngòi điện tử định tầm nổ. Loại đạn này sẽ nổ chụp trên đầu tố bộ binh, ẩn nấp sau vật cản với độ chính xác rất cao, hiệu quả lớn hơn nhiều so với đạn pháo 125 mm và 30 mm được xe tăng chiến đấu chủ lực và xe hỗ trợ tăng BMPT mang theo. Không chỉ đạn mới mà các loại đạn cũ như UBR 281 được chế tạo từ thời Liên Xô cũng rất đáng gờm khi có khả năng xuyên thủng thép dày 96 mm ở cự ly 1 km. Đủ để tiêu diệt xe tăng hạng nhẹ hay thiết giáp hạng nặng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết quân đội nước này đã sử dụng UAV Lancet để tấn công và phá hủy một trạm radar ở khu vực Sumy của Ukraine. Trạm radar này được xác định là ST-68, vốn là radar giám sát không phận bằng tần E, được thiết kế tại Liên Xô vào những năm 1970 và đã nâng cấp nhiều lần trong những năm qua. Nó thường được sử dụng để xác định các mục tiêu bay thấp cho các hệ thống phòng không. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, sau khi xác định được trạm radar, với anten mảng pha ở vị trí thẳng đứng, các lực lượng Nga đã triển khai UAV Lancet tấn công. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn, phá hủy trạm radar này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã bị làm mù sau cuộc tấn công này. Song phía Nga không nêu rõ địa điểm cụ thể xảy ra cuộc tấn công. UAV Lancet được cho là có tầm bắn hiệu quả lên tới 50 km. Khu vực Sumy của Ukraine nằm giáp với tỉnh Kursk của Nga. Hồi đầu tháng 8, Kiev đã tiến hành một cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào tỉnh Kursk. Các quan chức Ukraine tuyên bố đây là một nỗ lực nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh dọc theo biên giới. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng chiến dịch xâm nhập biên giới đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào Sumy. Kiev trước đó đã nêu một số mục tiêu trong chiến dịch này, trong đó có việc giành được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đồng thời chứng minh cho các quốc gia phương Tây và người dân Ukraine thấy rằng quân đội của họ vẫn có thể tiếp tục tấn công để gây áp lực lên Moscow dù phải chịu nhiều khó khăn trong thời gian qua. Trước đó vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái UAV đã phát hiện vị trí triển khai hệ thống phòng không của Ukraine khi tiến hành trinh sát ở Odessa. Sau đó, UAV này đã gửi tọa độ mục tiêu về khẩu đội tên lửa Iskander cho phép quân đội Nga lên kế hoạch tấn công một cách hiệu quả. Quan sát đoạn video được Nga công bố cho thấy, Vụ tập kích khiến hệ thống radar 30N6 cùng phương tiện điều khiển của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy chiến thuật mà các đơn vị tấn công của nước này sử dụng để đột kích và chiếm cứ điểm của Ukraine gần thành phố Uleda ở Donetsk. Phía Nga cho biết các lực lượng tiên phong của nước này đã sử dụng xe gắn máy để nhanh chóng vượt qua cái gọi là vùng xám và giao chiến với quân phòng thủ của đối phương ở phía bên kia mặt trận. Hoạt động của họ được sự yểm trợ hỏa lực của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Trong khi đó, nhóm tấn công chính sử dụng xe bọc thép hạng nặng di chuyển theo sau. Video được quay từ máy bay không người lái cho thấy bốn chiếc xe gắn máy lao nhanh qua chiến trường và một đội tấn công đang nhanh chóng hành động, nã súng vào cứ điểm của đối phương. Trong bối cảnh máy bay không người lái trinh sát và cảm tử hoạt động mạnh, việc tập trung lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ trở nên rất khó khăn. Do vậy, ngay đã triển khai những đội hình nhỏ sử dụng các chiến thuật chiến đấu đặc biệt để giành lợi thế. Hồi đầu tháng 7, Nga cũng đã sử dụng xe máy để phục vụ cho binh sĩ trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó cho hay, nhân lực của nhóm tác chiến Nga Vostok đã tích cực sử dụng xe máy và xe ghi 4 bánh trong khu vực Staromayoskoye và các khu định cư khác khi tiến công tới Uleda. Đại tá lục quân Nga về hưu, nhà phân tích quân sự Viktor Litokin chia sẻ với Sputnik, xe máy được sử dụng ví dụ để xuyên qua chiến tuyến đối phương để đột kích vào những vị trí nhất định nếu những vị trí này trước đó đã bị bắn chế áp bằng phá hoặc UAV. Vị đại tá về hưu này so sánh cuộc tấn công bằng mô tô này với những đòn tấn công của kỵ binh trong các thế kỷ trước đây. Tờ New York Times của Mỹ cho rằng chiến thuật trên có thể hữu ích cho việc vượt qua những cánh đồng dài mìn dày đặc. Tờ này viết rằng trên cánh đồng người lái xe máy có tầm nhìn tốt và có thể lái vòng vèo để tránh mìn khác với người lái xe thiết giáp có trường nhìn hẹp. Tuy nhiên, ông Litopkin cho rằng không thể để xe máy lao ngay qua bãi mìn. Ông nói trước tiên vẫn phải giả pháo bom mìn đã, nếu không việc đi xe máy qua đó sẽ nguy hiểm. Theo New York Times, chiến thuật khác thông lệ này tỏ ra hiệu quả và quân đội Nga nhờ đó đang tiến nhanh. Bộ Quốc phòng Nga cuối tháng 6 khẳng định, để giành thành công chiến thuật, chỉ huy thường sử dụng các nhóm cơ giới hóa kết hợp với các đơn vị bộ binh xung kích. Ngoài ra, những nhóm xe máy và xe buggy đã đóng vai trò cơ động nghi binh, đánh lạc hướng đối phương. Từ đó, hỗ trợ việc giành cứ điểm. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm akmat Thiếu tướng Apti Alaudinov Al thông tin, tôi vui mừng thông báo rằng đơn vị Arbat đã hoàn toàn kiểm soát hai khu định cư Nisninaya, Parovaya và Nechayev Quyền kiểm soát được thiết lập ngay sau đó. Ông Apti Aloudinov cũng nhấn mạnh không có thay đổi cụ thể nào diễn ra trong tình hình trên tuyến giao tranh. Thiếu tướng Apti Aloudinov lưu ý đối phương thực sự đã chịu tổn thất lớn, họ tấn công suốt cả ngày và chịu tổn thất rất lớn chính vì điều đó. Bộ quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 6.200 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở khu vực Kurs. Theo thông báo trong một ngày tính đến thời điểm công bố, Ukraine mất 400 quân nhân và 27 đơn vị xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bọc thép chở quân và 21 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực Kursk. Nga cho hay các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Bắc của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine và ngăn chặn các nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine theo 8 hướng trong khu vực. Ukraine chưa bình luận về các con số mà Nga cung cấp. Ukraine tấn công vào Kursk và sau đó tuyên bố kiểm soát hơn 90 khu định cư của Nga tại đây. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Sự hiện diện của quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk và những nỗ lực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa của Nga trên chính lãnh thổ của họ cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vũ khí tầm xa. Ông lưu ý, những khu vực mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine chủ yếu là không phận của tỉnh Kursk và Belgorod, các khu vực biên giới khác của Nga, vùng biển đen và bán đảo Crimea. Ông Zelensky nói, mỗi cuộc tấn công này đòi hỏi chúng ta đáp ứng nhu cầu cung cấp cho lực lượng phòng vệ đủ vũ khí tầm xa để có thể nhắm vào các khu vực đối phương triển khai tấn công chúng ta. Đây là chiến thuật tối ưu và chúng tôi mong đợi những quyết định từ đối tác về việc hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực tầm xa. Mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alodinov thông tin. Tôi vui mừng thông báo rằng đơn vị Arbat đã hoàn toàn kiểm soát hai khu định cư Nizhnyaya, Parovaya và Nechaev quyền kiểm soát được thiết lập ngay sau đó. Ông Abdi Alaudinov cũng nhấn mạnh không có thay đổi cụ thể nào diễn ra trong tình hình trên tuyến giao tranh. Thiếu tướng Abdi Alaudinov lưu ý, đối phương thực sự đã chịu tổn thất rất lớn. Họ tấn công suốt cả ngày và chịu tổn thất rất lớn chính vì điều đó. Điện Kremlin cũng vừa tuyên bố Nga sẽ có đáp trả về việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk, đồng thời khẳng định ý tưởng cho việc đàm phán lệnh ngừng bắn đối với Kiev là không còn thích hợp. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới những hành vi thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không có phản ứng thích đáng. Trong khi đó, tổng thống Nga Vladimir Putin từng lên tiếng khẳng định Ukraine sẽ nhận phản ứng thích đáng, nhưng không nói rõ đáp trả đó có thể là gì. Trong các cuộc họp báo nói trên, ông Peskov cũng bác bỏ thông tin trên truyền thông cho rằng đã có động thái đàm phán cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo người phát ngôn của điện Kremlin, việc đàm phán vào thời điểm này đã không còn là sự quan tâm của Moscow. Nga cũng cho biết họ đã tấn công dồn dập lực lượng Ukraine tại hơn chục địa điểm dọc theo mặt trận ở vùng Kursk. Trong đó, Nga đã tấn công nhiều lữ đoàn của Ukraine tại ít nhất 12 địa điểm với các cuộc không kích cũng như tấn công bằng pháo binh và bộ binh. Nga cho biết thêm, họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại 7 điểm khác ở vùng Kursk và tấn công lực lượng Kiev tại 16 địa điểm tại khu vực Sumy, biên giới của Ukraine. Cuộc xâm nhập của Ukraine vào Kursk đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những thành quả nhỏ. Nga tuyên bố tiếp tục chuyển thêm pháo binh, quân tinh nhuệ tới Kursk nhằm đẩy lùi Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chớp thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết Belarus đã điều động hơn 1 phần 3 lực lượng vũ trang của nước này nhằm bảo vệ tuyến biên giới với Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, Bộ Ngoại giao Ukraine nhiều lần cảnh báo Belarus không phạm sai lầm bi thảm và đề nghị Minsk rút lực lượng cùng thiết bị quân sự khỏi biên giới giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc lực lượng vũ trang Belarus đang tập trung một số lượng đáng kể nhân lực cũng như vũ khí dọc biên giới Ukraine với Belarus dưới chiêu bài tập trận. Theo Kiev, Minsk đã tập trung lực lượng tác chiến đặc biệt và các vũ khí bao gồm xe tăng, pháo binh, hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, hệ thống phòng không và thiết bị kỹ thuật tại thành phố Gomen cách biên giới Ukraine-Belarus chỉ 30 km. Các quan chức chính quyền của ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine chưa và không bao giờ có ý định thực hiện bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào chống lại người dân Belarus. Nhưng Kiev thề sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, đã có một sự kiện liên quan rất lớn đến nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột giữa hai nước này. Đó là việc trong không gian thông tin của Ukraine xuất hiện một tấm bản đồ xác định các mục tiêu ưu tiên trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus phục vụ cho các cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine. Tấm bản đồ này hiển thị chi tiết các đơn vị quân đội lớn và sân bay quân sự quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine được đánh số lần lượt từ mục tiêu 1 đến mục tiêu 17. Điều đặc biệt là không chỉ các căn cứ quân sự nằm dọc khu vực biên giới phía nam của Belarus, mà cả những mục tiêu ở thủ đô Minsk, thậm chí là xa hơn ở phía bắc đất nước này, bao gồm cả căn cứ không quân Machulishchi gần Minsk và các cơ sở quân sự tương tự khác. Song song với sự căng thẳng ở biên giới Nga-Belarus, Tình hình Trung Đông cũng trong tình trạng báo động. Cách đây ít hôm, cơ quan tình báo Mỹ đưa ra cảnh báo về việc một cuộc tấn công lớn vào lãnh thổ Israel của phong trào Hezbollah ở Liban sẽ được thực hiện trong hôm nay. Để hỗ trợ đồng minh, Washington đã cử nhóm hải quân hùng mạnh hơn 10 tàu chiến, bao gồm cả hai tàu sân bay hạt nhân đến khu vực Trung Đông để hỗ trợ Israel trong trường hợp Iran tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái, tương tự như cuộc tấn công vào ngày 13, 14 tháng 4 năm nay. Ngoài ra, chính quyền Washington cũng đã cung cấp cho Tel Aviv hàng chục tỷ đô la Mỹ và một khối lượng viện trợ quân sự khổng lồ nhằm giúp Israel đối phó đồng thời với các cuộc tấn công của Iran và các nhóm vũ trang Trung Đông được Tehran hậu thuẫn như Hezbollah của Liban, Hamas của Palestine và Houthi của Yemen. Cũng theo báo cáo, Hoa Kỳ đã gửi cho đồng minh Trung Đông của mình khối lượng lớn bom, đạn dược, phương tiện chiến đấu, thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân. Bộ Quốc phòng Israel cho biết rằng khối lượng thiết bị quân sự này được vận chuyển bằng khoảng 500 lượt máy bay và 107 lượt tàu. Trận tập kích của Nga với hơn 100 tên lửa vừa qua đã cho thấy hạm đội biển đen Nga vẫn duy trì năng lực tác chiến bất chấp chịu tổn hại từ Ukraine. Lực lượng Nga sử dụng nhiều loại vũ khí trong trận tập kích, trong đó có 28 tên lửa hành trình Kalib phóng từ chiến hạm mặt nước và tàu ngầm ở phía đông biển đen, theo không quân Ukraine. Việc hạm đội Biển Đen Nga tham gia chiến dịch hiệp đồng cho thấy đơn vị này vẫn có khả năng tham gia các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, dù chịu thiệt hại đáng kể từ đối phương. Trước đó, Ukraine tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Do không sở hữu chiến hạm cỡ lớn sau khi tự đánh chìm xóa hạm vào năm 2022, quân đội và an ninh Ukraine phụ thuộc vào xuồng cảm tử cùng tên lửa diệt hạm nội địa để tấn công hạm đội Biển Đen. Các vụ tập kích của Ukraine dường như khiến Nga phải điều chuyển lực lượng từ bờ biển phía tây sang phía đông bán đảo Crimea. Bất chấp thiệt hại đáng kể mà hạm đội biển đen hứng chịu, một phát ngôn viên hải quân Ukraine thừa nhận, Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờm ở khu vực, trong đó có chiến hạm mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Quay trở lại cuộc tấn công vừa qua của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trên Telegram rằng đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất, có hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 UAV kiểu Shahed. Giống hầu hết các cuộc tập kích trước đây của Nga, lần tấn công này cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Ngoài ra, phía Ukraine cho biết thêm, hệ thống phòng không của nước này đã được triển khai để đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone của Nga vào thủ đô Kiev. Theo hãng tin Reuters, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Kiev. Lực lượng phòng không Ukraine ngay sau đó đã cảnh báo toàn bộ đất nước đang bị đe dọa bởi một cuộc tấn công bằng vũ khí đạn đạo của Nga. Hiện chưa rõ các tiếng nổ là do hoạt động của hệ thống phòng không hay do các vũ khí đánh trúng mục tiêu. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine và đánh trúng tất cả mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ nhắm vào các trạm biến áp điện ở 9 khu vực, trong đó có Kiev và Odessa. Hãng tin Reuters đưa tin, quân đội Ukraine thông báo, một ngày sau cuộc tấn công lớn nhất của Moscow, Nga tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm, nhằm vào Kiev và các khu vực khác. Chính quyền quân sự tại thành phố Kriviri, miền trung Ukraine cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của khu vực Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để đẩy lùi tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Ukraine. Các nhân chứng của Reuters cho biết có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra trong đêm ở Kiev. Trước đó, không quân Ukraine cũng cho hay Nga đã sử dụng 127 tên lửa và 109 UAV để nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Đây là cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay của Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 2 năm. Đáng chú ý, Moscow sử dụng hỗn hợp cùng lúc nhiều loại vũ khí, bao gồm cả UAV, tên lửa phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, vụ tấn công ảnh hưởng đến tổng cộng 15 tỉnh ở Ukraine, khiến 7 người thiệt mạng, gần 50 người bị thương, gây hư hại nhiều hạ tầng. Bình luận về cuộc tấn công lớn chưa từng có của Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công vô lý của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo AFP, ông Biden còn tuyên bố Nga sẽ không bao giờ thành công ở Ukraine và tinh thần của người dân Ukraine sẽ không bao giờ bị khuất phục. Bên cạnh đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh đây là một chiến thuật cổ điển của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Kirby cũng khẳng định lại cam kết Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng. Hãng tin TASS đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ đang gửi thiết bị đến Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi của nước này. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu một liên minh gồm hơn 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine. Liên minh này đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự cực kỳ cần thiết, bao gồm các hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn. Như tôi đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng không chiến lược bổ sung và tôi đã ưu tiên lại việc xuất khẩu phòng không của Mỹ để chúng được gửi đến Ukraine trước. European Pravda đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mới đây cho biết, Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, đặc biệt là vì thời tiết sắp trở lạnh và người dân Ukraine sẽ cần điện để sưởi ấm. Theo ông Kirby, cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga là động thái kinh điển trong chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng thông tin thêm rằng Washington sẽ tập trung vào việc tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine, tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn và hệ thống không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đồng minh và đối tác khác. Ông Kirby nhắc lại việc chuyển giao năm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra gần đây. Ông cũng cho hay Mỹ đang hợp tác với Ukraine để tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, mặc dù đó là một phần quan trọng của quá trình này, nhưng không chỉ đơn thuần là bảo vệ một số địa điểm nhất định. Ông giải thích thêm rằng, Mỹ cần đảm bảo rằng Ukraine có biên độ an toàn, dự trữ và chuỗi cung ứng để cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị tấn công. Bình luận trên được đưa ra sau khi Nga tấn công quy mô lớn bằng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các vùng Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, donetsk Poltava, Nikolaev, Kirovograd và Odessa, cũng như các trạm khí nén, ở Lviv, Ivano Frankivsk và Kharkov. Trước đó, Nga đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao bằng máy bay không người lái, vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng, quân đội Nga tấn công các sân bay ở Kiev và Dnipropetrovsk hiện đang lưu trữ đạn dược do phương Tây cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó tuyên bố tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị bắn trúng nhiều khu vực của Ukraine đã bị mất điện. Việc vận chuyển vũ khí và đạn dược đến tiền tuyến đã bị gián đoạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko cũng đã mô tả tình hình lúc đó là rất khó khăn, đồng thời cho biết đơn vị điều hành lưới điện đã kích hoạt chế độ cắt điện luân phiên. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, những kẻ khủng bố Nga một lần nữa lại nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng thật không may đã có thiệt hại ở một số khu vực, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ các đồng minh của Kiev để giúp ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Ông tuyên bố, để ngăn chặn không kích vào các thành phố của Ukraine, cần phải phá hủy những cơ sở mà Nga phóng tên lửa. Để làm được điều này, Ukraine cần vũ khí tầm xa và sự cho phép từ các đối tác của chúng tôi để có thể tấn công các mục tiêu của Nga. Hãng tin TASS trích dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và máy bay không người lái tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực công nghiệp quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở đạn dược máy bay được các nước phương Tây chuyển đến Kiev tại hai sân bay, dường như ám chỉ về chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trước đó, theo nguồn tin của RIA Novosti, lực lượng Nga còn nhằm mục tiêu vào khu vực Ivano-Frankivsk nơi có nhà kho được cho là chứa hai chiếc tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ Ukraine. Tuy nhiên, chưa rõ hiệu quả của đòn tấn công. Tháng trước, Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, Nga cảnh báo những máy bay này không thể xoay chuyển tình hình và sẽ bị bắn hạ. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, những máy bay F-16 xuất hiện và sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào đến cục diện chiến trường. Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi đã công bố phần thưởng cho lực lượng nào của nga bắn hạ F-16. Ngoài ra, một kho nhiên liệu ở ukraine cũng bị tấn công, có rất nhiều xe cứu thương được nhìn thấy trên đường phố khi quân đội đã phong tỏa một số khu vực của thành phố. Theo đó, quân đội nga thông báo đã phá hủy ba kho đạn dã chiến, ba trạm radar tác chiến điện tử và phản phá của quân đội ukraine, hai xưởng sản xuất UAV máy bay không người lái của ukraine và tấn công hàng loạt nhân lực, khí tài quân sự của đối phương tại 143 địa điểm. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công, dẫn đến gián đoạn nguồn cung cấp điện và vận chuyển vũ khí và đạn dược bằng đường sắt đến tuyến liên lạc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko mô tả tình hình hiện tại là rất khó khăn. Đồng thời cho biết đơn vị điều hành lưới điện đã kích hoạt chế độ cắt điện luân phiên. Thủ tướng Ukraine Denis Myhan nói rằng 15 khu vực đã chịu thiệt hại do loạt tên lửa và UAV. Hezbollah mới đây tiết lộ một đoạn video mới hé lộ các đường hầm bí mật chứa vũ khí của họ được cho là lời cảnh báo gửi đến Israel trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai bên. Theo AFP, động thái này là một phần trong chiến lược lâu dài của Hezbollah nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện, đặc biệt trong trường hợp xảy ra một cuộc giao tranh lớn với Israel. Hezbollah đã tham gia các cuộc đụng độ thường xuyên với Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza, Palestine kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, từ đó dẫn đến cuộc xung đột ở Gaza nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện ngày càng rõ nét sau khi Iran và Hezbollah tuyên bố đáp trả vụ thủ lĩnh chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran, Iran hồi cuối tháng 7 và trận không kích của Israel sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ông Fuad Suk ở phía nam Beirut, Liban. Video dài 4 phút rưỡi của Hezbollah có tựa những ngọn núi là kho tàng của chúng tôi cho thấy cả hệ thống đường hầm đủ lớn để chứa cả đoàn xe tải một số xe tải dường như vận chuyển tên lửa và bệ phóng thông qua đường hầm được xác định là IMAT-4, được đặt theo tên chỉ huy cấp cao IMAT Mugnie của Hezbollah, người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Damas, Syria năm 2008 và Israel bị cáo buộc là thủ phạm. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Beirut và thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng đoạn video có thể là một lời cảnh báo đối với Israel. Hezbollah dường như muốn nhắc nhở Israel về khả năng triển khai vũ khí mạnh mẽ của mình nếu cuộc tấn công của Israel trở nên quá mạnh. Trong khi đó, chuyên gia pháp y kỹ thuật số tại Đại học California Berkeley Farid cho biết đoạn video dường như không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng một số phần của video có thể kết hợp các cảnh quay CGI cổ điển ám chỉ đến hình ảnh do máy tính tạo ra. Chuẩn tướng đã nghỉ hưu người Liban, Monia chD cho rằng đoạn video cho thấy hệ thống đường hầm của Hezbollah rất sâu, lớn và phức tạp, làm tăng độ khó khăn hoặc thậm chí không thể tiếp cận đối với Israel. Những đường hầm này được xem như một yếu tố chiến lược quan trọng trong khả năng phòng thủ của Hezbollah. Israel mới đây đã không kích dữ dội vào miền Nam Liban và tuyên bố đây là cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Hezbollah. Hezbollah cũng phóng hàng loạt thiết bị bay không người lái và rocket tấn công Israel. Đây là diễn biến gia tăng căng thẳng mới nhất ở biên giới Israel, Liban. Trên thực tế, khu vực này đã ghi nhận nhiều cuộc đụng độ trong hơn 7 thập niên. Liban giành được độc lập từ thực dân Pháp vào năm 1943. Chính phủ Liban luôn đại diện cho nhiều nhóm tôn giáo và sắc tộc khác nhau. Năm 1947, Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết xóa bỏ quyền ủy trị của Anh ở Palestine để chia cắt vùng đất Palestine thành hai quốc gia độc lập, một của người Do Thái và một của người Ả Rập Palestine. Tuy nhiên, nhiều quốc gia Ả Rập phản đối và không chấp nhận kế hoạch này. Nhà nước Israel được thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Ai Cập, Syria, Jordani, Iraq và Liban tuyên chiến với nhà nước mới dẫn đến bạo lực. Trong xung đột năm 1948, xung quanh việc thành lập nhà nước Israel, ước tính có hàng trăm nghìn người Palestine đã bị trục xuất hoặc chạy trốn khỏi khu vực ngày nay là Israel. Người Palestine gọi sự kiện này là Nakba, tiếng Ả Rập có nghĩa là thảm họa. Cuộc xung đột tiếp diễn cho đến đầu năm 1949 khi Israel và các quốc gia Ả Rập, bao gồm cả Liban, thống nhất về các đường ranh giới đình chiến chính thức. Thỏa thuận này dẫn đến đường ranh giới xanh hay đường biên giới đình chiến năm 1949. Hầu hết các quốc gia Ả Rập đều khẳng định rằng đường ranh giới này chỉ là tạm thời. Đến cuối cuộc xung đột, Israel nắm giữ khoảng 40% diện tích ban đầu được phân định cho người Palestine theo kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc năm 1947. Năm 1949, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA được thành lập để giúp đỡ họ. Vào năm 1967, căng thẳng giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập gia tăng với Ai Cập, Syria cùng Jordani tổng động viên chống lại Israel – sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào không quân Ai Cập, Israel đã đánh bại ba quốc gia Ả Rập này trong cuộc xung đột được gọi là chiến tranh 6 ngày. Khi đó, Israel kiểm soát bờ Tây và giải Gaza. Liban không tham gia vào cuộc xung đột, nhưng hàng nghìn người tị nạn Palestine đã chạy trốn qua biên giới vào quốc gia này. Năm 1969, Liban đồng ý để Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, quản lý 16 trại tị nạn người Palestine tại Liban. Một năm sau đó, PLO chuyển trụ sở chính từ Jordani đến thủ đô Beirut của Liban. PLO cũng thay đổi trụ sở cánh vũ trang đến miền nam Liban. Điều này châm ngòi gia tăng xung đột xuyên biên giới giữa Liban và Israel. Năm 1978, Israel tấn công miền nam Liban, truy đuổi các tay súng Palestine vẫn tiếp tục tiến hành đột kích xuyên biên giới. Quân đội Israel tiến xa đến tận sông Litani, cách biên giới khoảng 29 km. Vào tháng 6 năm 1982, Israel lại tấn công Liban nhằm mục đích xóa sổ PLO. Khi đó, nội chiến Liban năm 1975 đến năm 1990 diễn ra, Israel cũng bắt đầu tài trợ và huấn luyện một lực lượng dân quân người Liban cơ đốc giáo có tên là Quân đội Nam Liban SLA. Đến ngày 1 tháng 9 năm 1982, PLO rút khỏi Liban. Ngày 14 tháng 9 năm 1982, Tổng thống Liban khi đó là ông Bachir Gemajan bị ám sát tại Beirut. Israel kiểm soát phía tây Beirut và ngăn không cho người dân được rời khỏi các trại tị nạn. Quân đội Israel bao vây trại tị nạn Sabra và Satila đồng thời che chở cho đồng minh của họ, lực lượng dân quân cánh hữu Liban có tên là Phalange tiến hành thảm sát. Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 1982, Phalange đã sát hại hàng trăm người dân thường. Vụ việc này được gọi là thảm sát Sabra và Satila. Đến tháng 2 năm 1983, Liên Hợp Quốc kết luận chính quyền và quân đội Israel có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ thảm sát Sabra và Satila. Sau 3 năm, cuối cùng Israel đã rút khỏi khu vực Beirut và trở về sông Litani nằm giữa con sông và biên giới Israel. Tel Aviv lập luận rằng họ cần một vùng đệm an ninh tại đó để bảo vệ người dân thường Israel ở các thị trấn biên giới. Họ thực hiện điều này với sự giúp đỡ của SLA. Trong những năm tiếp theo, người Israel trong vùng đệm an ninh trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng ở Liban. Năm 2000, Israel rút khỏi lãnh thổ Liban theo nghị quyết 425 năm 1978 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo kênh CNN của Mỹ, căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã tăng cao sau khi Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công lớn, phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa Katyusha nhắm vào các mục tiêu quân sự của Israel ở miền Bắc nước này và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Đáp trả lại, Israel cũng đã tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở Liban, khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả thành viên của phong trào Hezbollah. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Charles Brown đã đưa ra nhận định đáng chú ý về tình hình Trung Đông sau màn ăn miếng trả miếng dữ dội trên giữa Israel và Hezbollah ông Charles Q. Brown nhận định nguy cơ xảy ra cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông trong tương lai gần đã giảm bớt phần nào sau màn trả đũa lẫn nhau mới nhất giữa lực lượng vũ trang Hezbollah, Liban và Israel. Ông Brown cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của Hezbollah chỉ là một trong hai cuộc tấn công lớn đe dọa Israel trong những tuần gần đây. Iran cũng đang đe dọa tấn công Israel nhằm trả đũa vụ lãnh đạo chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran. Theo ông, nguy cơ trước mắt về một cuộc xung đột khu vực tùy thuộc vào cách điều thứ hai sẽ xảy ra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng lưu ý rằng cách phản ứng của Iran sẽ quyết định cách phản ứng của Israel, từ đó quyết định liệu có xảy ra xung đột rộng lớn hơn trong khu vực hay không. Theo tờ Jerusalem Post của Israel, mặc dù nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đã giảm xuống, nhưng mối đe dọa vẫn còn. Hezbollah đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các trung tâm đô thị lớn của Israel nếu Beirut bị tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Hezbollah vẫn chủ yếu tập trung vào khu vực biên giới, nơi đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh trong suốt từ tháng 10 năm 2023. Điều này cho thấy Hezbollah có thể đang cố gắng tránh một cuộc xung đột lớn hơn, nhưng vẫn sẵn sàng tấn công Israel nếu cần thiết. Hezbollah có ít thứ để mất hơn Israel trong cuộc xung đột này. Liban nơi hezbollah hoạt động đã gần như phá sản và nhóm vũ trang này dường như không gặp phải hậu quả chính trị nội bộ nào do các hành động của mình ngược lại israel phải đối mặt với những thiệt hại đáng kể về dân cư và cơ sở hạ tầng ở miền bắc gây ra sự bất ổn lớn cho các cộng đồng tại đây nhìn chung trung đông với những xung đột phức tạp và các mối quan hệ quyền lực đan sen vẫn là một khu vực đầy bất ổn cuộc đối đầu giữa israel và hezbollah có thể đã tạm thời lắng dịu nhưng mối đe dọa từ hezbollah và iran vẫn tồn tại và khả năng bùng phát một cuộc xung đột toàn diện trong tương lai vẫn là điều không thể loại trừ. Theo hãng thông tấn TASS, đại sứ Palestine tại Nga, ông Abdel Hafiz Nofan cho biết Palestine sẽ nộp đơn xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 10 tại Kazan, Nga. Ông Nofan nói, sau lần đầu tiên tham gia hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi sẽ gửi đơn xin gia nhập BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa rằng sẽ dành hẳn một phiên họp tại thượng đỉnh cho Palestine. Chúng tôi có kỳ vọng tích cực nhất từ hội nghị thượng đỉnh này. Theo ông Nofan, lời mời Palestine tới hội nghị thượng đỉnh Kazan là một thông điệp tích cực và là biểu tượng ủng hộ người dân Palestine. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã mời Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến thăm Nga. Thời điểm đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh nga có mối quan hệ lâu dài và sâu sắc với thế giới ả rập nói chung palestine nói riêng và nga luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột palestine israel ông putin khẳng định quan điểm của nga là để đảm bảo hòa bình lâu dài đáng tin cậy và ổn định ở trung đông cần phải thực hiện các quy định liên quan đến việc hình thành và thành lập một nhà nước palestine độc lập về phần mình tổng thống palestine mahmoud abbas cho biết quan hệ palestine nga là quan hệ hữu nghị truyền thống gắn kết từ lâu nga là một trong những người bạn thân thiết nhất của nhân dân palestine Tổng thống Mahmoud Abbas nhấn mạnh Palestine đã, đang và sẽ tham khảo ý kiến của Nga trong giải quyết xung đột với Israel. Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định Palestine sẽ luôn ủng hộ, sát cánh với Nga và hy vọng Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Palestine. Nga đã tiếp quản vị trí chủ tịch BRICS trong gần một năm vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với vai trò này, Nga sẽ chủ trì và tham gia điều hành hơn 250 sự kiện khác nhau, trong đó Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10 năm 2024 là sự kiện chính. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, BRICS đã trải qua hai giai đoạn mở rộng. Năm 2011, Nam Phi đã gia nhập cơ chế ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, năm thành viên mới chính thức gia nhập BRICS, cụ thể là Ai Cập, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út và Ethiopia. Theo giới quan sát, dù khả năng tham gia của Palestine còn xa vời, BRICS có thể thúc đẩy vấn đề nhà nước Palestine trở lại sân khấu trung tâm quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều năm qua gián đoạn do Mỹ và Israel từ bỏ tiến trình hòa bình. Thay vào đó, Washington nhấn mạnh vào việc thúc đẩy trung gian cho các thỏa thuận bình thường hóa hòa bình giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Mới đây, người phát ngôn của tổng thống Palestine, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nabin Abu Rudeine đã lên án phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir về việc xây dựng một giáo đường Do Thái bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo al mà Israel gọi là núi đền. Theo hãng thông tấn Wafa, Bộ trưởng Rudene nhấn mạnh người dân Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động xâm phạm danh giới đỏ, nhà thờ Hồi giáo al linh thiêng. Ông cáo buộc Tel Aviv đang tìm cách kéo khu vực này vào một cuộc xung đột tôn giáo, gây tác động tiêu cực tới tất cả mọi người, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để kiềm chế chính quyền Israel và buộc họ phải tuân thủ nguyên trạng pháp lý cũng như lịch sử tại Jerusalem. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông cáo báo chí nhấn mạnh không có sự thay đổi nào về nguyên trạng ở núi đền, tức al -Qasar. Khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo al mà Israel gọi là núi đền có ý nghĩa thiêng liêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Từ lâu, nơi đây đã là điểm nóng giữa hai bên. Theo nguyên trạng, các tín đồ không phải người Hồi giáo có thể đến thăm công trình này ở trung tâm thành cổ Jerusalem nhưng không được phép cầu nguyện hoặc trưng bày các biểu tượng tôn giáo ở đó. Tuy nhiên trong phát biểu gần đây, Bộ trưởng Ben Gavir tuyên bố người Do Thái có thể cầu nguyện tại đây, khiến chính quyền Palestine bất bình. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cũng đưa tin, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên án mạnh mẽ những phát biểu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gavir, về kế hoạch xây dựng giáo đường Do Thái trên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ, Israel phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ nguyên trạng tại nhà thờ Hồi giáo Al-Qasa và tôn trọng các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Ai Cập đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một thế lực chiếm đóng và chấm dứt các tuyên bố không thiện chí nhằm mục đích gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Cairo, những tuyên bố vô trách nhiệm như vậy liên quan các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ở các vùng lãnh thổ của Palestine chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực, cản trở nỗ lực đã được thỏa thuận ngừng bán ở giải Gaza và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dọc theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Pháp đã lún sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối chỉ định một thủ tướng từ liên minh cánh tả, giành được nhiều ghế nhất tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng trước. Theo các điền, Tổng thống Pháp hy vọng các cuộc tham vấn sẽ phá vỡ bế tắc chính trị sau bầu cử. Hiện nay khi Quốc hội Pháp bị chia thành 3 khối gần như bằng nhau là cánh tả, trung dung và cực hữu, trong đó không khối nào chiếm đa số ghế. Sau 2 ngày đàm phán với các lãnh đạo đảng và quốc hội để phá vỡ bế tắc và cho phép ông chỉ định một thủ tướng với sự ủng hộ của nhiều đảng, quyết định không chọn ứng viên của liên minh mặt trận bình dân mới của tổng thống Macron đã vấp phải sự giận dữ và đe dọa luận tội. Đảng nước Pháp không cúi đầu LFI mới đây tuyên bố rằng tổng thống vẫn không chấp nhận kết quả phổ thông đầu phiếu. Trong đó, mặt trận Bình dân mới (NFP) dẫn đầu. Ông ấy từ chối bổ nhiệm bà Lucy Castes làm thủ tướng. Với tình trạng này, các nghị sĩ Đảng nước Pháp không cúi đầu (LFI) sẽ trình đề xuất luận tội bất kỳ đề cử nào khác cho vị trí thủ tướng nếu không phải là Lucy Castes đều sẽ vấp phải đề xuất phản đối tại Quốc hội. Liên minh cánh tả NFP trước đó đề nghị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm nhà kinh tế học 37 tuổi Lucy Castes hiện là giám đốc tài chính tòa thị chính Paris, làm tân thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, sau hai ngày mới đây cùng lãnh đạo các đảng phái và lãnh đạo nghị viện, ông Macron thông báo không thể chấp nhận ứng viên của NFP. Ông giải thích rằng chính phủ mới với thủ tướng cánh tả đứng đầu chắc chắn không thể đạt đủ số phiếu tín nhiệm ở quốc hội và ứng viên của NFP đe dọa ổn định thể chế. Ông Macron nói, tôi có trách nhiệm không được để cho đất nước rơi vào tình trạng bế tắc hay suy yếu. Tôi kêu gọi mọi thủ lĩnh chính trị hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tổng thống Macron cho hay vòng tham vấn mới với các lãnh đạo đảng và những chính trị gia kỳ cựu bắt đầu vào ngày 27 tháng 8. Sau thông báo trên, NFP cho biết sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo ngoại trừ thảo luận về việc thành lập chính phủ. Chủ tịch LFI cũng đã cáo buộc người đứng đầu nhà nước tạo ra một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc đưa tin, việc tân trang các hầm chứa tên lửa đã tồn tại hàng thập kỷ của Mỹ sẽ tốn kém hơn hàng tỷ đô la Mỹ so với dự kiến ban đầu và có thể phải mất 5 năm nữa mới được thực hiện. Theo nguồn tin, vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định tiếp tục triển khai chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Sentinel. Mặc dù chi phí ước tính đã tăng gần gấp đôi so với mức ban đầu là 78 tỷ đô la Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết không có giải pháp thay thế nào khác cho các tên lửa Minuteman 3 cũ kỹ của nước này. Dẫn lời một số quan chức trong cuộc họp gần đây ở thị trấn Kibon, Nebraska, tờ Ushijono đưa tin việc hiện đại hóa khoảng 450 hầm chứa tên lửa hiện có để chứa các tên lửa mới có thể mất 5 năm hoặc lâu hơn nữa mới bắt đầu. Cộng đồng gần 3.000 dân này được bao quanh bởi một trong những bãi tên lửa lớn nhất thế giới. Chuẩn tướng Colin Connell nói vào đầu tháng này, có rất nhiều điều chưa biết ở đây. Tôi hiểu sự thất vọng của mọi người. Mỹ đã đưa các tên lửa Minuteman 3 vào sử dụng vào đầu những năm 1970 và những tên lửa này dự kiến sẽ được thay thế sau một thập kỷ. Năm 2020, Washington cuối cùng đã bật đèn xanh cho chương trình Sentinel, trao hợp đồng ban đầu trị giá 13,3 tỷ đô la Mỹ cho Northrop Grumman sau khi Boeing rút lui. Người quản lý dự án Sentinel, đại tá Charles Clark, đã bị sa thải vào tháng 6 vì những lý do không xác định, cùng với các tên lửa mới vẫn đang trong giai đoạn thiết kế. Dự án này tập trung vào việc hiện đại hóa các hầm chứa và trung tâm chỉ huy đã 50 năm tuổi. Quá trình này bao gồm việc lắp đặt hàng nghìn km cáp quang cùng nhiều nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, việc đóng cửa các hầm chứa hoặc các cơ sở chỉ huy này là không thể, vì học thuyết hạt nhân của Mỹ yêu cầu những cơ sở này luôn phải trong trạng thái sẵn sàng. Một số hầm chứa cũng có thể phải xây dựng lại từ đầu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì, Bill Laplante cho hay, quy mô, phạm vi và mức độ phức tạp của dự án Cessino là điều mà chúng ta chưa từng thử với tư cách là một quốc gia trong hơn 60 năm qua. Song ông nhấn mạnh, dù sao thì vẫn phải thực hiện dự án này. Theo ông Laplante, không quân Mỹ đang tìm cách giảm bớt mức độ phức tạp của dự án, nhưng có thể mất tới 18 tháng để quyết định về những thay đổi đó. Ông hy vọng có thể thực hiện dự án này vào đầu năm 2025. Theo Wall tình trạng chậm trễ này có thể gây ra những vấn đề khác cho lầu năm góc. Chính phủ Mỹ đã đàm phán khoảng 1 phần 3 các giao dịch bất động sản cần thiết để lắp đặt hàng nghìn km cáp quang, nhưng một số có thể cần phải được lắp đặt lại theo mốc thời gian mới. Trong khi đó, chi phí xây dựng và nguyên liệu thô tăng cao đã khiến các ước tính chi phí ban đầu không đáng tin cậy và không thực tế. Vừa qua, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến của hai nước Mỹ, Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận Song Long 2024 kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 9 tới đây. Tham gia cuộc tập trận này có lực lượng quân đổ bộ cấp sư đoàn và hơn 40 tàu gồm tàu vận tải cỡ lớn Đốc Đô và Marado, tàu tấn công đổ bộ Boxer của Mỹ, tàu đổ bộ In Trơn Cha Bông và Trơn Quang Bông, các tàu hộ vệ và tàu quét mìn. Khoảng 40 xe bọc thép tấn công đổ bộ, 40 máy bay của hai nước Mỹ, Hàn, bao gồm máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, trực thăng đổ bộ Marineon và máy bay vận tải C-130 của không quân Hàn Quốc cùng lực lượng biệt kích của thủy quân lục chiến Anh cũng tham gia tập trận. Mục đích của cuộc tập trận Song Long 2024 là tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp tại khu vực ven biển phía đông và thành phố Pohang, tỉnh Bắc Giang Sang. Cuộc tập trận năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Bộ Tư lệnh tác chiến máy bay không người lái, drone, được thành lập vào tháng 9 năm 2023. Cuộc diễn tập này được tiến hành song song với cuộc tập trận không quân và cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi 2024. Cùng thời điểm, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Jun Suk Jiang đã gặp Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ Jack Reed DRI để thảo luận về cách tăng cường thế trận phòng thủ chung. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy liên minh song phương và hợp tác ba bên với Mỹ và Nhật Bản để ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa. Ngoài ra, ông Jun Suk Jiang cũng đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ tăng cường cam kết gian đe mở rộng của Washington. Tổng thống Jun Suk Yeol chỉ rõ Hàn Quốc và Mỹ nên tiếp tục hợp tác và cho thấy thế trận răn đe hùng mạnh dựa trên thế trận phòng thủ chung vững chắc. Về phần mình, nghị sĩ Reid đảm bảo sự ủng hộ kiên định của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đối với Liên minh Seoul, Washington, bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng vừa công bố nước này và Hàn Quốc tổ chức vòng đàm phán thứ bảy về hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự SMA lần thứ 12 tại Seoul từ ngày 27 đến 29 tháng 8, dự kiến trong vòng đàm phán lần này, Washington sẽ tiếp tục tham vấn với Seoul trên nguyên tắc phân chia một cách hợp lý khoản gánh vác của Hàn Quốc để vừa thiết lập điều kiện đồn trú ổn định cho lực lượng của Mỹ ở quốc gia Đông Bắc Á, vừa tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân. Vòng đàm phán lần này diễn ra chỉ 2 tuần sau vòng đàm phán thứ 6 trước đó diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 8. Hiệp định SMA quy định về mức đóng góp của Hàn Quốc trong khoản chi phí dành cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ bao gồm ba hạng mục là chi phí nhân công, chi phí xây dựng quân sự và chi phí hỗ trợ vật tư hậu cần. Mới đây, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu lên tiếng về vụ bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov, khẳng định vụ việc không mang động cơ chính trị và Pháp tôn trọng tự do ngôn luận hãng tin Reuters dẫn thông tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng tải trên tài khoản X nhấn mạnh lệnh bắt CEO Telegram trên lãnh thổ Pháp diễn ra theo đúng trình tự điều tra. Đây không phải là một quyết định mang tính chính trị. Thẩm phán là người có thẩm quyền đưa ra phán quyết. Trong khi đó, công tố viên Paris Laure Bescu cho biết ông Durov bị bắt giữ vì liên quan đến cuộc điều tra một đối tượng chưa rõ danh tính do văn phòng điều tra về tội phạm mạng tiến hành từ ngày 8 tháng 7. Cuộc điều tra liên quan đến nhiều cáo buộc phức tạp với các tội danh khác nhau như điều hành nền tảng trực tuyến mà cho phép thực hiện các vụ mua bán phi pháp, buôn bán ma túy, lừa đảo, từ chối cung cấp thông tin cho giới chức quản lý, rửa tiền và cung cấp dịch vụ tiền ảo cho tội phạm. Giới chức pháp cho biết ông Durov bị tạm giữ đến hết ngày 28 tháng 8. Trước đó, việc pháp không đưa ra tuyên bố chính thức trong gần 2 ngày đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân đằng sau vụ bắt ông Durov. Một số blogger quân sự Nga nói, động thái là một phần trong cuộc chiến chống Moscow của phương Tây. Do Telegram là phương tiện liên lạc chính của quân đội nước này, họ cho rằng tình báo phương Tây có thể khai thác được nhiều dữ liệu nhạy cảm của lực lượng vũ trang Nga thông qua ông Durov. Tỷ phú Elon Musk chỉ trích sự việc, đặt câu hỏi về quyền tự do ngôn luận ở châu Âu. Telegram có trụ sở chính tại Dubai, mặc dù công ty đã chỉ định một đại diện pháp lý tại Bỉ. Để quản lý việc tuân thủ luật pháp Liên minh châu Âu EU, Telegram cũng đã tuân thủ các lệnh trừng phạt chống Nga của khối bằng cách chặn quyền truy cập vào các cơ quan báo chí của Nga. Tuy nhiên, ông Durov liên tục từ chối giao dữ liệu người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc thiết lập cái gọi là cửa sau để các cơ quan này có thể giám sát các cuộc trò chuyện trên ứng dụng. Telegram khẳng định ông Durov không phải chịu trách nhiệm cho việc nền tảng này bị lạm dụng. Ngoài ra, Telegram cũng bác bỏ cáo buộc công ty này không tuân thủ luật pháp EU, khẳng định các chính sách kiểm duyệt nội dung của họ phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành. Ông Durov hồi tháng 4 từng cho biết mình đã bị một số chính phủ gây sức ép, song ứng dụng Telegram của ông vẫn sẽ tiếp tục là nền tảng trung lập, không tham gia vấn đề địa chính trị. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thảo luận về cuộc xung đột Nga Ukraine sau khi nhà lãnh đạo Ấn Độ thăm Ukraine và về tình hình ở Bangladesh, nơi các cuộc biểu tình đã dẫn đến việc lật đổ thủ tướng Sheikh Hasina đầu tháng này. Theo đó, tuyên bố của Bộ ngoại giao Ấn Độ cho biết trong cuộc điện đàm với ông Biden, Thủ tướng Modi nhắc lại lập trường nhất quán của Ấn Độ là ủng hộ đối thoại và ngoại giao, bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định. Theo nhà trắng, trong cuộc điện đàm Tổng thống Biden đã hoan nghênh thông điệp hòa bình và hỗ trợ nhân đạo liên tục của ông Modi với Ukraine, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng. Nhà Trắng ra thông cáo riêng về cuộc điện đàm, cho biết Tổng thống Biden khen ngợi chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Modi tới Ba Lan và Ukraine và cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dựa trên luật pháp quốc tế trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ cho biết ông Modi và ông Biden đã thảo luận về tình hình Bangladesh, cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh về khu vực luật pháp và trật tự, đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhóm thiểu số, đặc biệt là người theo đạo Hindu ở Bangladesh. Vừa qua, trong chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ trong lịch sử Ukraine hiện đại, ông Modi kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky trở lại bàn đàm phán với Nga, nhấn mạnh New Delhi sẵn sàng làm trung gian hòa bình. Ông Modi, người đã đến thăm Nga vào tháng trước và bị Kiev chỉ trích, đã giải bày tại cuộc gặp rằng ông đến Ukraine với thông điệp hòa bình và kêu gọi đối thoại nga ukraine sớm nhất có thể thủ tướng modi nói con đường dẫn đến giải pháp chỉ có thể tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao và chúng ta nên tiến theo hướng đó chứ đừng lãng phí thời gian cả hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này nhà lãnh đạo ấn độ kế đó khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình ông nói nếu cá nhân tôi có thể đóng bất kỳ vai trò nào trong vấn đề này tôi sẽ làm như vậy tôi muốn đảm bảo điều đó với tư cách một người bạn cựu tổng thống mỹ donald trump tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ thành lập lực lượng vệ binh không gian quốc gia và xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa kiểu vòm sắt trên khắp nước mỹ bình luận trên được ông đưa ra trong bài phát biểu trước hội nghị hiệp hội vệ binh quốc gia tại detroit ông trump cũng đã cam kết xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa kiểu vòm sắt của israel có thể đánh chặn các loại tên lửa tầm ngắn ngay trong lãnh thổ mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống vòm sắt trên khắp đất nước như của Israel. Từ hàng chục năm trước, Tổng thống Ronald Reagan từng rất mong được sở hữu vòm sắt, nhưng vào thời điểm đó chúng ta chưa làm chủ được công nghệ đó, giờ thì chúng ta đã có thể. Ông từng tuyên bố sẽ nỗ lực xây dựng vòm chắn vĩ đại nhất do nước Mỹ có nhiều đối thủ. Tuy nhiên, vòm sắt là lá chắn chuyên đối phó các loại vũ khí tầm ngắn như rocket, UAV, không hiệu quả trước tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong khi đó, Mỹ nằm giữa Canada và Mexico nên gần như không đối mặt với các mối đe dọa tầm ngắn khiến vòng sắt khó phát huy hiệu quả theo các chuyên gia quân sự. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phiên bản vòng sắt nếu có tại Mỹ sẽ rất khác biệt tại Israel và giá thành cho phiên bản này sẽ rất đắt đỏ trong khi nhu cầu sử dụng lại không có nhiều. Thay vì thế, các chuyên gia gợi ý nên cải thiện hệ thống lá chắn tên lửa hiện có bằng cách triển khai thêm nhiều lớp phòng thủ tên lửa cho các hệ thống hiện có của Mỹ. Không chỉ ở Mỹ, nhiều nước châu Âu cũng từng lên kế hoạch cho sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu ESSI, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung tương tự vòm sắt của Israel trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ. Sáng kiến này có sự hợp tác của 21 quốc gia. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu được hình thành như một cơ chế để các nước châu Âu cùng nhau mua sắm các hệ thống phòng không có khả năng tương tác trên mặt đất. Bởi theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, không quá khó để hình dung ra một cuộc tấn công tiềm tàng vào châu Âu có thể xuất phát từ đâu. Trong khi đó, vòm sắt của Israel từ lâu đã được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, bảo vệ bầu trời nước này khỏi tên lửa và các mối đe dọa trên không khác. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề xuất tỷ phú Elon Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong nội các của ông. Ông Trump nói, ông Elon Musk muốn tham gia nhưng ông ấy đang điều hành các doanh nghiệp lớn nên ông ấy không thể phục vụ trong nội các. Cựu tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông có mối quan hệ tuyệt vời với ông Elon Musk, người trước đó tuyên bố sẵn sàng đảm nhận một vị trí tại Nhà Trắng. Danh nhân này cũng đăng tải hình ảnh của mình sau bục phát biểu với chú thích bộ hiệu quả của chính phủ. Đầu tháng 8, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, ông Trump đã mô tả ông trùm công nghệ Musk là một người rất thông minh. Thời điểm đó, ông Trump nói: "Tôi chắc chắn sẽ bổ nhiệm ông Musk vào nội các nếu ông ấy sẵn sàng." Theo đài RT. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Musk cũng viết: "Tôi sẵn sàng phục vụ." Ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 227 tỷ đô la Mỹ. Ông từ